mừng cả nhà đã đến với kênh tin tức nóng chọn lọc của mình ngày hôm nay nhé. Và lại là mình đây thì mình sẽ mang đến cho cả nhà những phần tin thú vị, hấp dẫn và hay nhất có trong ngày hôm nay luôn nha cả nhà. Và bây giờ không làm mất thời giờ cả nhà nữa, chúng ta hãy cùng bắt đầu đến với bản tin đầu tiên trong ngày hôm nay luôn nha. UAV Mỹ quần lượng trên dải Gaza. Lầu Năm Góc đều UAV hoạt động trên dải Gaza để xác định vị trí con tin cũng như có thể chia sẻ tin tình báo với Israel. Mỹ đang tổ chức các chuyến bay của máy bay không người lái UAV không vũ trang trên dải Gaza, cũng như cung cấp lời khuyên và hỗ trợ để giúp đối tác Israel trong nỗ lực giải cứu con tin của họ. Phát ngôn viên Lầu Năm Góc, trưởng tướng Patrick Fryder ngày 3 tháng 11 cho biết, các chuyến bay này bắt đầu sau vụ tấn công của Hamas nhằm vào Israel. Các quan chức Mỹ khẳng định, thông tin tình báo do UAV nước này thu thập và chia sẻ chỉ giới hạn ở nỗ lực giải cứu con tin, không nhằm xác định mục tiêu lực lượng phòng vệ Israel IDF thực hiện các vụ tập kích nhằm vào vị trí của thành viên và lãnh đạo Hamas. Tuy nhiên, một số quan chức Mỹ thừa nhận, thông tin do UAV thu thập được chia sẻ cho Israel có thể hữu ích trong theo dõi các hoạt động khác của Hamas. Một số cựu quan chức tình báo Mỹ nhận định, chưa rõ hình ảnh thu thập từ các chuyến bay của UAV trên dải Gaza sẽ giúp ích gì cho nỗ lực xác định vị trí các con tin, do những người này có thể đang bị giam trong hệ thống hầm ngầm dưới lòng đất. Trong số hơn 240 con tin bị giam tại dải Gaza, có thể có 10 công dân Mỹ. Các đặc nhiệm của Mỹ tại Israel tư vấn cho IDF về nỗ lực giải cứu con tin. Trưởng tướng Radar ngày 3 tháng 11 khẳng định, đơn vị đặc nhiệm này và quân đội Mỹ không tham gia xác định mục tiêu cùng IDF hay hỗ trợ lực lượng này triển khai chiến dịch nhằm vào dải Gaza. UAV nằm trong kế hoạch tăng cường phương tiện thu thập thông tin tình báo của Mỹ tại khu vực Trung Đông sau vụ tấn công của Hamas nhằm vào Israel ngày 7 tháng 10. Một nguồn tin cho biết, hai UAV MQ-9 Reaper của Mỹ là trinh sát cơ không người lái tinh vi nhất của nước này, bay qua khu vực ngoài khơi bờ biển Lebanon cuối tuần qua. Mỹ đang theo dõi chặt chẽ bất cứ dấu hiệu nào cho thấy lực lượng Hezbollah ở Lebanon hoặc bất cứ nhóm vũ trang nào do Iran hậu thuẫn tìm cách leo thang căng thẳng tại đây. Thủ lĩnh Hezbollah ngày 3 tháng 11 tuyên bố nhóm đã bước vào trận chiến với Israel và cảnh báo có thể leo thang giao tranh. Tin kế tiếp, Thủ tướng Israel không thể tạm ngừng bắn nếu con tin chưa được thả. Thủ tướng Netanyahu tuyên bố Israel không đồng ý tạm ngừng bắn theo lời kêu gọi của Mỹ và nhiều bên khác nếu Hamas chưa thả con tin tại dải Gaza. Chúng tôi đang tiếp tục tiến công với toàn bộ lực lượng của mình. Israel từ chối thỏa thuận ngừng bắn tạm thời mà không bao gồm trả tự do cho các con tin. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói trên truyền hình ngày 3 tháng 11, Israel sẽ không cho phép đưa nhiên liệu tới dải Gaza, phản đối chuyển tiền tới đây. Giới chức Israel cho biết hơn 240 người bị bắt trong vụ tấn công ngày 7 tháng 10 của Hamas. Thủ tướng Netanyahu tuyên bố Israel sẽ không dừng lại tới khi giành chiến thắng, nêu rõ mục tiêu của nước này là xóa sổ Hamas, giải thoát cho các con tin và khôi phục an ninh. Trước đó cùng ngày, Thủ tướng Netanyahu gặp Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Ông Blinken nói đã thảo luận với ông Netanyahu về ý tưởng tạm ngừng bắn nhân đạo để đảm bảo các con tin được trả tự do và cho phép chuyển hàng viện trợ cho dân thường tại dải Gaza. Chúng tôi tin rằng lệnh ngừng bắn nhân đạo tạm thời cùng các thỏa thuận trên thực địa nhằm tăng cường an ninh cho dân thường, cho phép cung cấp hỗ trợ nhân đạo hiệu quả và bền vững hơn sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho những nỗ lực nói trên, ông Blinken cho biết. Cả Mỹ và Israel đều loại trừ khả năng ngừng bắn toàn diện, lo ngại điều này cho phép Hamas tập hợp lực lượng và nhận tiếp tế. Nhà Trắng ngày 2 tháng 11 kêu gọi ngừng bắn cục bộ, tạm thời, tại dải Gaza để cho phép dân thường sơ tán và chuyển viện trợ nhân đạo đến khu vực. Chiến sự Israel, Hamas sắp bước sang tháng thứ 2. Sau cuộc tấn công của Hamas ngày 7 tháng 10, Israel quăng tạc hoặc pháo kích dải Gaza, đồng thời triển khai xe tăng cùng binh sĩ tiến công khu vực. Trưởng đô đốc Daniel Hagari, phát ngôn viên lực lượng phòng vệ Israel, ngày 2 tháng 11 tuyên bố bộ binh nước này đã bao vây hoàn toàn Gaza City ở miền bắc dải Gaza. Tiếp theo, Israel tấn công xe cứu thương tại Gaza City. Hamas cáo buộc Israel tấn công xe cứu thương chuyển bệnh nhân từ Gaza City về phía nam, theo view tuyên bố, chiếc xe chở thành viên của nhóm.
số dân thường thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong vụ tấn công của Israel ở lối vào bệnh viện Al-Shifa. Cơ quan y tế tại dãy Gaza ngày 3 tháng 11 thông báo. Hamas cho biết mục tiêu trong vụ tấn công của Israel là một đoàn xe cứu thương để vận chuyển người bị thương từ Gaza City về Rafah, thành phố nằm ở miền nam dãy Gaza. Lực lượng phòng vệ Israel IDF sau đó xác nhận máy bay nước này không kích một xe cứu thương đang được Hamas sử dụng gần vị trí của nhóm trong khu vực giao tranh. Một số thành viên Hamas thiệt mạng trong vụ tấn công. IDF thông báo và cho biết sẽ chia sẻ thêm thông tin chi tiết với các đồng minh. Chúng tôi có thông tin chứng minh rằng Hamas vận chuyển các thành viên và vũ khí bằng xe cứu thương, IDF tuyên bố. Chúng tôi nhấn mạnh, đây là khu vực chiến sự. Chúng tôi liên tục kêu gọi dân thường trong khu vực sơ tán về miền Nam vì an toàn của chính họ. Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết ông hoàn toàn sốc trước thông tin về các vụ tấn công nhằm vào xe cứu thương đang chuyển bệnh nhân gần bệnh viện Al-Shifa ở dãy Gaza, khiến nhiều người thiệt mạng, bị thương và gây ra thiệt hại. Chúng tôi nhắc lại rằng bệnh nhân, nhân viên y tế, cơ sở vật chất liên quan và xe cứu thương phải luôn luôn được bảo vệ, ông Tedros đăng trên mạng xã hội X. Lynn Hastings, điều phối viên nhân đạo của Liên Hiệp Quốc phụ trách các vùng lãnh thổ Palestine, bày tỏ lo lắng về vụ tấn công khi các bệnh nhân đang được sơ tán tới nơi an toàn. Cơ quan y tế tại dãy Gaza cho biết hơn 9.200 người thiệt mạng và hơn 23.500 người bị thương tại khu vực sau 4 tuần chiến sự Hamas-Israel. 16 bệnh viện tại dãy Gaza không thể hoạt động do thiệt hại từ các trận tập kích và thiếu nhiên liệu. WHO cho biết lượng bệnh nhân tại bệnh viện Al-Shifa đang vượt quá năng lực đáp ứng của cơ sở y tế này. Tỷ lệ sử dụng giường tại đây là 164%. Bệnh viện Al-Shifa cảnh báo tình trạng thiếu nhiên liệu cho máy phát điện đang gây nguy hiểm tính mạng cho các bệnh nhân. Bản tin thứ tư, Mỹ cảnh báo Hezbollah không lợi dụng chiến sự tại dãy Gaza. Mỹ kêu gọi Hezbollah không lợi dụng chiến sự Israel, Hamas sau khi thủ lĩnh nhóm tuyên bố để ngỏ mọi lựa chọn và dọa leo thang giao tranh. Chúng tôi và đối tác luôn nêu rõ lập trường rằng Hezbollah và những chủ thể quốc gia hay phi quốc gia khác không nên tìm cách lợi dụng xung đột hiện nay, thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre nói trong cuộc họp báo ngày 3 tháng 11. Bình luận về bài phát biểu của thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah cùng ngày, bà Jean-Pierre tuyên bố Mỹ sẽ không tham gia vào trận đấu khẩu. Bà khẳng định Mỹ không tìm cách leo thang hay mở rộng xung đột Israel-Hamas. Giao tranh có nguy cơ đẫm máu hơn cả cuộc chiến Israel-Lebanon vào năm 2006. Mỹ không muốn xung đột mở rộng sang Lebanon, bà Jean-Pierre nói. Lebanon và người dân nước này vẫn có thể tránh được viễn cảnh tàn phá ngoài sức tưởng tượng. Trước đó, trong bài phát biểu đầu tiên kể từ khi chiến sự dãy Gaza bùng nổ vào ngày 7 tháng 10, thủ lĩnh Hezbollah cáo buộc Mỹ chịu toàn bộ trách nhiệm về xung đột vũ trang hiện nay. Ông cho rằng Mỹ có cơ hội kiểm soát chiến sự trên quy mô khu vực nếu ngăn đồng minh Israel leo thang xung đột trên dãy Gaza. Thủ lĩnh Nasrallah tuyên bố Hezbollah sẵn sàng cân nhắc mọi phương án hỗ trợ Hamas, trong đó có mở thêm mặt trận nhằm vào Israel từ hướng Lebanon. Thủ lĩnh Hezbollah cũng cảnh báo Israel có thể trả giá đắt nếu mọi chiến dịch tấn công phủ đầu nhắm vào Lebanon. Ông tuyên bố hạm đội của Mỹ tại Địa Trung Hải không làm Hezbollah run sợ và nhóm sẵn sàng đối mặt với lực lượng này. Mỹ hiểu rõ rằng nếu có chiến tranh tại khu vực, tàu chiến hay máy bay của họ đều vô dụng. Mỹ sẽ là bên phải trả giá đầu tiên, ông Nasrallah nói. Sau khi Hamas tấn công Israel ngày 7 tháng 10, làm leo thang xung đột dãy Gaza, tình hình biên giới Israel-Lebanon ngày càng căng thẳng. Các đợt tập kích ăn miếng trả miếng qua biên giới khiến gần 80 người thiệt mạng ở cả hai phía. Hơn 1.200 người thiệt mạng ở tại Lebanon, chủ yếu là dân thường, trong cuộc chiến năm 2006 giữa Israel và Hezbollah. Israel ghi nhận khoảng 160 người thiệt mạng, phần lớn là binh sĩ nước này. Bản tin thứ 5, bản tin cuối cùng trong video tin tức nóng chọn lọc của mình ngày hôm nay, cũng là bản tin hay, thú vị và hấp dẫn nhất có trong ngày hôm nay luôn nha cả nhà. Và bây giờ, không làm mất thời giờ cả nhà nữa, chúng ta hãy cùng bắt đầu với bản tin thứ 5 ngay bây giờ luôn nha. Sai lầm của Ukraine khi sử dụng thiết giáp Pháp viện trợ. Ukraine hứng tổn thất lớn khi coi thiết giáp AMX-10AC được Pháp viện trợ như xe tăng hạng nhẹ và dùng chúng để tấn công phòng tuyến Nga. Pháp đã chuyển giao 40 thiết giáp AMX
MRC cho Ukraine từ tháng 4 để hỗ trợ chiến dịch phản công quy mô lớn của nước này. Với tốc độ cao, pháo chính 105mm và hệ thống quang học hoạt động có thể hoạt động tốt vào ban đêm, AMX-10AC được giới chức quân đội Ukraine ví như súng bắn tỉa lắp trên phương tiện tốc độ cao. Đây chính là những đặc điểm mà nhà sản xuất GART của Pháp quảng bá ở mẫu thiết giáp này. Nó được ca ngợi về tốc độ cơ động cao, khả năng nhận thức tình huống toàn diện và phạm vi tác chiến lớn. Với động cơ 280 mã lực và hệ thống treo ổn định, AMX-10AC có thể di chuyển với tốc độ hơn 85 km/h trên đường bằng. Pháo F2 của nó có độ chính xác rất cao khi bắn ở trạng thái không cơ động. Bộ phòng Ukraine dường như đánh giá cao năng lực của AMX-10AC và biên chế 6 thiết giáp này cho thể quân lục chiến để đóng vai trò là mũi tiên phong như xe tăng truyền thống trong những ngày đầu của đợt phản công quy mô lớn. Tuy nhiên, họ nhanh chóng nhận ra đây là sai lầm lớn. Nhà sản xuất GST không chế tạo AMX-10AC để chống chọi với hỏa lực của đối phương do lớp vỏ của nó làm bằng nhôm và không được trang bị giáp. Theo thiết kế, AMX-10AC được sử dụng để nhanh chóng tiếp cận phòng tuyến địch và nã vài phát đạn để đối phương bắn trả một lộ vị trí, rồi nhanh chóng rút về phía sau trước khi hỏa lực địch trở nên dồn dập hơn. Thiết giáp AMX-10AC lần đầu tham chiến khi lữ đoàn thể quân lục chiến số 37 Ukraine tấn công phòng tuyến Nga tại làng Velinskaya Novoyoka. Họ cho AMX-10AC đi đầu đội hình, đánh trực diện vào vị trí đối phương thay vì dùng xe tăng chủ lực. Những gì xảy ra tiếp theo thật khủng khiếp, biên tập viên David X của Forbes cho biết, hứng chịu quả lực bắn trả của Nga, khoảng 2-5 chiếc AMX-10AC nằm bất động hoặc bị phá hủy trên chiến trường. Lực lượng Nga sau đó thu được một chiếc AMX-10AC còn nguyên vẹn. Một thiếu tá thể quân lục chiến Ukraine kể lại, ít nhất một kiếp lái 4 người trên chiếc AMX-10AC thiệt mạng trong trận giao tranh. Một quả đạn pháo phát nổ gần xe, mảnh pháo phiêu qua lớp giáp mỏng và kích nổ đạn bên trong, thiếu tá này cho biết. Sau những sai lầm và tổn thất ban đầu trên chiến trường, Ukraine có thể nhận thêm 40 chiếc thiết giáp AMX-10AC từ Pháp thời gian tới, giúp họ tăng gấp đôi hỏa lực yểm trợ tầm xa với điều kiện không lặp lại sai lầm như hồi tháng 6, X nhận định. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi hết video của mình ngày hôm nay nhé. Và ủng hộ cho kênh, cả nhà hãy cho kênh của mình một like, một chia sẻ, một đăng ký, cũng như là bật nút chuông phía bên dưới để nhận được những thông báo khi kênh của tụi mình ra video mới nhất nhé. Và bây giờ, thay mặt cho ekip của Tin Tức Nóng Chọn Lọc ngày hôm nay, thì mình xin cảm ơn cả nhà đã ủng hộ mình trong thời gian nhiều qua và sẽ mong trong thời gian tới cũng như trong tương lai sắp tới sẽ được nhiều nữa ủng hộ từ quý khán giả trong và ngoài nước luôn nha. Và bây giờ thì xin kính chào, tạm biệt cả nhà. Hẹn gặp lại các những tin tiếp theo nha. Tạm biệt cả nhà.